With a new deck, new car. Hello, anh em mở được những thẻ gì rồi? Phải nói là bản update này cũng khá là thú vị. I think in the meta in this time, Archer Queen's best. I don't remember the tactics of Archer Queen for air and ground. Skeleton. Yes, Golden Knight, and and Skeleton King. Yes, that hit rouse and not in the air. So Archer Queen, I think, is better. It's best. Wow. Archer Queen gets ability suits. Good. Hello em, không chủ nhật vừa rồi mình bận nên là mình không live stream được. Nhưng mà thực ra ngày hôm nay quay lại livestream thì cũng có nhiều thứ để nói hơn là hôm chủ nhật. Hôm chủ nhật thực ra là nó cũng không có nhiều cái gì xem. Ngày hôm nay chúng ta có một cái bản update, không hiểu sao lại có update ngày hôm nay nhỉ. Nó ảnh hưởng đến ladder. Nó ảnh hưởng đến ladder thực sự luôn ấy. Bởi vì chúng ta là còn hình như là còn 4 ngày nữa, 4 5 ngày nữa cho ladder của mùa tháng 10 này. Mà không hiểu tại sao lại họ vậy. Anh chích King Tower hay là chưa được, không chẳng cần thiết. Nhưng phải nói là cái tính năng đặc biệt của trên Archer Queen mình thấy rất là thích. So, one vote for Archer Queen's the best car, the best hero car. Fast, you start in late game. Viper! You can do it! Oh no, this guy framed his opinion here, my friend. Hey bro, Matthew. Rookbreaker, bandits. Woo! My god, super nice up. Make a knight! Năm năm sao vẫn chơi khóc. Nói chung là anh em đã chơi gì thì chơi. Một khi mà chơi free to play thì các bạn chỉ chơi một deck thôi. Hoặc là xoay quanh cái win condition là như vậy thôi. Chứ thực sự mà win condition thì nó cũng không chết ở đâu. Oh my god, Workbreaker still alive. Where, Mega Knight, yeah.
He dropped Mechanized to Elizabeth Lake. Amikara not working. Oh, you should delay and re-download again. Accessibility. What about the queen? What about the queen? Wow, nice apps. Okay, time to cycle earthquake. At your queens. Wow, very nice defense. Who? He's hit. It are just queen still alive. Thủ hay nhỉ? Hay quá đi. Mega Knight không nhảy không trúng con Archer Queen luôn anh em ạ. Hay vãi. Ủa hay quá. Một kèo khá cân bởi vì bên kia nó họ cũng không có spell to. Skeleton. Giáp chật. Giáp quả đây mà trúng thì con Bandit nó lao vào trụ rồi. Archer Queen. Chưa bật được ability. Chưa đủ Elixir Coiter. Hello Elixir. Quên mất. Mấy hôm nay thì mình bị ốm nên là đợt này mà CR họ đầu tư thêm tiền sau rồi họ chạy marketing nữa thì đúng là CR sống lại luôn đấy mình em. Nhưng mà các bạn biết, nếu mà các bạn có một vào một trang web nào đấy để xem thống kê xem là lượng người chơi Clash Royale hiện tại là bao nhiêu thì mình nghĩ là Clash Royale hiện tại nếu ở Việt Nam thì rất là ít, nhưng mà ở các nước ngoài ấy, đặc biệt là những bọn chơi những nước mà sử dụng ngôn ngữ là Tây Ban Nha, Nhật, Anh thì cũng không nhiều. Bồ Đào Nha ở những cái khu vực đấy họ chơi Clash Royale hiện tại khá nhiều anh em. Các bạn có để ý trên kênh của mình lâu lâu mình up short video không? Short video ấy là cái dạng con kiểu TikTok ấy, thì đúng là cái dạng đấy thực sự là nó được đề xuất ở các cái nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha cực kỳ nhiều.